Anh ơi, tôi đã nói cạn lời mà anh giận dày. Cứ nhậu nhẹt tối ngày, sáng xịn chiều say. Tôi cũng đi làm suốt ngày, chứ có nào ngơi nghỉ. Nếu mà tình trạng dày hoài, chắc mình đành phải chia tay. Mặc kệ cho đường ai nay bước, tôi cam chịu số phận đời mình không có phước. Thì lấy phải tấm chồng chẳng được như mơ. Tôi chỉ tội cho con thơ, sợ nó bơ vơ khi cha mẹ phải chia lìa, chớ đâu sợ ly hôn mỗi người một nhà. Bởi tôi quá chán trường rồi, cái cảnh sáng xinh chiều sai. Anh nhậu với bất cứ ai, bao nhiêu tài sản đã bay theo những cuộc nhậu ly bì. Anh hãy coi lại đi, nhà cửa giờ chẳng còn gì. Còn anh thì mắc tình phung phí tiêu quang, còn ăn nhậu đồ sang, không hề quan tâm đến vợ. Xem bè bạn còn hơn cả mái ấm gia đình. Chồng là người cha của con không? Tôi không nói nữa lòng chồng mà đã quyết định ly hôn. Vì như vậy sẽ tốt hơn cả tôi với con, không còn.